Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới lớp 1. Tính tới thời điểm này, khi sắp kết thúc học kỳ 1, những tín hiệu vui đầu tiên đã đến với thầy và trò các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 1, nhất là với môn tiếng Việt, gặp nhiều áp lực từ dư luận và một số bậc phụ huynh. Tuy nhiên, với những cách làm linh hoạt sáng tạo, những khó khăn ban đầu đã dần được tháo gỡ. Trong mỗi giờ học, học sinh đầu cấp đã tự tin tham gia mọi hoạt động, tương tác tốt với giáo viên. Có một số bài trong sách là cũng khá nặng so với sức học của các em. Thế tuy nhiên là chúng tôi ngay từ đầu năm học chúng tôi đã được trực tiếp nghiên cứu tài liệu và xây dựng kế hoạch các môn học. Thế và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi được tự chủ điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Thì nếu như thấy cái nội dung nào mà chưa phù hợp hoặc nó khá nặng so với học sinh của mình thì chúng tôi lại điều chỉnh để sao cho phù hợp với sức học của các em. Tại thành phố Lào Cai, nơi có 20 trường tiểu học, mỗi trường tùy vào điều kiện thực tế đều có những sự linh hoạt, sáng tạo trong cách xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học. Nhờ vậy, kết quả đánh giá học sinh trong học kỳ 1 cũng tương đối khả quan. Chúng tôi đánh giá là cái mức độ yêu cầu cần đạt của các em học sinh thì vẫn đảm bảo như duy trì như là thực hiện cái chương trình giáo đại trà. Thì có thể nói đây là một trong tín hiệu đáng mừng để thấy được rằng là việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo được cái tính kế thừa và có cái sự phát huy. Kết quả bước đầu đạt được do ngành giáo dục Lào Cai đã tự tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tất cả mọi mặt để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Ở nhiều nơi thì tổ chức khá là tốt, nhất là những cái vùng phát triển như là thành phố, thị xã, rồi các cái trường ở thị trấn, ở các cái điểm trường xa hơn, ở vùng cao thì tuy có những khó khăn như vậy nhưng mà rất là nỗ lực, cũng rất là chịu khó học hỏi. Và đặc biệt là thông qua cái hệ thống học trực tuyến và chúng tôi đang rất tích cực để chuẩn bị cho cái chương trình bồi dưỡng giáo viên để chuẩn bị dạy lớp 2 cũng như là lớp 6 và chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ cho dạy lớp 2, lớp 6. Những chuyển biến tích cực bước đầu sẽ là điểm tựa để ngành giáo dục có sự điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp, từ đó hoàn thành mục tiêu đổi mới giáo dục đã đề ra.